Dạ thưa bà, với cậu dùng gì ạ? Cho tôi tôm hùm hấp, gà rang muối, nghêu ha. Nghêu hấp xả. Gì nữa không? Ốc hương ha. Ốc hương. Dạ rồi ạ. Thành có ngày khi người ta gọi mình như vậy không? Thành chỉ sợ My thôi. Chứ còn đối với Thịnh á, quan trọng là mình quan hệ với nhau như thế nào. Với người ta, anh chờ, anh chờ, anh chờ, anh... Cái gì? Anh làm đâu? Hả? Gì vậy? Anh làm đâu? Hả? Rồi giờ sao? Lành nó. Dạ, tại con ngủ gục, cái con rớt cái quảng. Tưởng thằng nào giật cái quạt của con la lên ăn trộm. Trời đất ơi, trời. Thôi, làm tao hết hồn, chạy hớt hải à. Chắc mày nên lấy chồng sớm đi thà. Ông chủ về rồi kìa. Dạ. Được. Dạ, chào ông. Dạ, không có ai ở nhà hết. Ông ăn gì không con nấu cho? Không, tôi không ăn. Tối qua tôi đâu có về nhà đâu. Dạ, đúng rồi. Bà cũng đâu có về nhà đâu. Bà dặn con á là đi chợ á mua đồ ăn cho ông với cậu thôi. Bà đi tới mấy ngày lận. Mà cậu nha, đêm nào cũng đi chơi không có về nhà. Ủa, bà không có nói cho ông biết hả? Cô Đông ơi. Gì? Cô Đông, lấy giùm tôi cái tuần Covid được không? Cái vết là cái nào? Là cái có cái đuôi đỏ đỏ. Cảm ơn cô. Xong rồi đó cô. Uống miếng nước trà đi nè. Cảm ơn cô. Cô Đông à, cô coi trong nhà coi còn cái gì bị hư nữa không, có cần sửa nữa không, cô nói luôn đi, hôm nay tôi sửa hết cho. Có cái đầu tôi bị hư nè, anh nhắm sửa được không? Cái đó thì tôi bó tay. Tôi biết là cô với chị hai còn giận tôi nhiều lắm. Bây giờ có nói lời xin lỗi hoài đi, cũng không có nhầm nhò gì. Tôi cũng muốn làm cái gì đó để chuộc lỗi lại cho hai người. Tự nhiên đang ở gần, chuyển đi xa quá làm gì. Rồi ai chăm sóc cho hai người, rồi lỡ có chuyện gì không có ai kề cận kế bên. Mong một ngày nào đó cô với chị hai tha lỗi cho tôi, cho tôi được lui tới cái căn nhà này, coi tôi giống như hàng xóm ngày xưa là tôi vui lắm rồi. Tôi nói cho anh biết nha,
Chị hai tôi là không có đồng ý mà anh đi qua đây đó. Chị hai tôi kêu tôi là đừng có tiếp xúc với anh nữa đó. Mà anh cũng từng có lui tới đây nữa giùm cái đi. Mà mất công hàng xóm láng giềng người ta dòm ngó kỳ cục lắm. Tôi biết cô với chị hai á, bây giờ còn giận tôi nhiều lắm. Tôi thì áy náy lương tâm lắm. Thôi thôi đi. Ba cái chuyện mà cứ xin lỗi rồi hối hận nó tới lối lui hoài cũng có nhiêu đó à. Anh đừng có nói nữa. Mệt lắm. Thôi. Đem đi trả cho. Thành à. Ừ. Trước đây Thành có yêu nhiều người chưa? Nói sao mày không tin. Chứ từ đó đến giờ chưa có yêu ai hết đấy. Thì mày nghĩ đi. Nhà thì nghèo. Từ nhỏ đến lớn cắm đầu cắm cổ lo học không à. Học xong á thì kiếm việc làm. Mà kiếm không được việc làm rồi phải mở cái lớp dạy mấy đứa nhỏ trong xóm, kiếm tiền để mà phụ mẹ. Tương lai thì mờ mịt, đâu ai dám yêu mình. Má mình đâu dám yêu ai đâu. Tôi cũng vậy. Trước đây ba má tôi giàu quá. Tôi thì sống chảnh chẹ, cho nên bạn bè trong lớp á, không có đứa nào dám yêu tôi hết á. Bởi vậy cho nên tới giờ phút này tôi không biết được cảm giác mong chờ hay nhớ nhung ai hết á. Ủa vậy là sao? Còn người chồng hiện tại, bộ hồi đó bị ba má ép gả hả? Ông bà làm sao mà ép tôi? Chỉ có tôi ép ông bà thôi. My càng nói càng khó hiểu á. Đã không phải là ba má ép gả mà mình cũng không yêu thương chồng mình là sao? Đừng nhắc chuyện xưa nữa mất công hận đời thêm. My. Ừ. Vậy bây giờ My có yêu hay là mong chờ gì ở Thịnh không? My với Thịnh á, vui được thì cứ vui, chứ yêu đương mong chờ gì, chị nói nó cũng xa xỉ lắm. Mà tôi cũng có nói với chị hai tôi rồi đó. Được, chuyện gì ra qua được thì bỏ qua một bên đi. Giống như tôi nè, ôm đờm chi cho bực bội mình vậy. Mấy chục năm trời điên điên khùng khùng đó. Thôi bây giờ bỏ đi hết đi. Tôi không có muốn tâm trí tôi phải vướng bận gì nữa hết đó. Cô nghĩ được như vậy tôi mừng quá. Thật ra tôi tới đây một phần là muốn chuộc lỗi với cô, với gia đình. Còn một phần khác là từ xưa tới giờ tôi sống khép kín dữ lắm cô. Ra vô thui thủi có hai cha con ở nhà mình. Bây giờ tôi chỉ muốn được tới lui đây chăm sóc cho chị hai, chăm sóc cho cô, nói chuyện mấy đứa nhỏ là tôi cảm thấy ấm áp lắm rồi. Mà bên nhà anh tới lui hoài vậy, bộ con Thư nó không nói gì hả? Nó đâu có nói gì đâu cô. Nó đi làm suốt ngày, hơn nửa chiều nó về là tôi cũng có mặt ở nhà trước nó rồi. Từ bên anh á mà chạy qua bên đây là xa lắc luôn á. Bộ không ngán à? Có gì đâu mà ngán cô. Từ trước tới giờ tôi cứ ở nhà sửa đồ điện coi như 24/24. Bây giờ tôi đi bù lại có sao đâu. Chứ còn Thư mà nó thấy ông nó không cản ha? Cản gì đâu cô, nó còn mừng nữa là khác à. Nó vui lắm á. Phải chi hai đứa mình yêu nhau ha. Chỉ cần Thịnh thở là tôi biết Thịnh thật lòng hay không. Thịnh đừng bao giờ nói chuyện kiểu này, tôi không thích nghe đâu. Thịnh chỉ cần im lặng, nhắm mắt lại và làm những gì Thịnh cần làm thôi. Hiểu chưa? Mà cũng có nhất thiết là ông phải tới đây từ mờ sáng tới giờ đâu. Nhà còn bao nhiêu chuyện đang đăng đê đê cơ kìa. Có gì rồi còn phải lo chuyển nhà nữa. Nhà cửa anh đâu rồi ai trông coi. Thì
Tôi cũng ngó chừng nữa chứ, mà không qua đây sáng sớm không có được cô ơi. Nó là vậy, nếu như tôi không qua sớm á, làm sao tôi chở thằng Bi đi học kịp. Lỡ tới trường của nó trễ giờ, tội nghiệp nó. Chị Hai này cũng kỳ ghê á. Tôi đã nói là để tôi chở thằng Bi đi học cho mà bác không chịu. Cứ nặng nặc là vậy, tôi như gà con vậy. Thôi mà, chị Hai tôi thấy chị nghĩ đúng rồi nha. Cô thử nghĩ đi, từ đây cho tới trường của thằng Bi á, nó xa lắm à. Đường xá xe cộ tấp nập, lỡ có chuyện gì trên đường sao? Tôi thấy chị Hai nghĩ vậy là đúng đó cô. Nhưng mà anh cũng đâu có đưa rước nó gì hoài vậy được. Anh cũng còn phải công chuyện ở nhà nữa. Chứ đi hoài kiểu này mất khách hết nữa sao? Cô nói cũng đúng. À, vậy nè, mấy bữa trước á, tôi dọn hàng phụ chị Hai. Tôi thấy có cái chỗ đó cũng được lắm nha. Mình có thể mở tiệm sửa điện được. Để tôi coi coi nếu người ta cho thuê, tôi chuyển ở bên đó qua bên đây cho nó tiện, nó gần. Sáng sớm chạy qua chở Bi đi học nó cũng tiện hơn. Vậy chắc cứu hơn đó. Anh ngộ ghê ha. Cơm nhà tôi thì tôi ăn, cơm nhà anh thì anh ăn. Kêu mà ông mà ăn cơm tới bữa chung với nhà tôi thì ông không chịu. Ông chạy ra đi ngoài kia ông ăn cơm tiệm kìa. Có bao giờ mà hả ngồi chờ mà ăn cơm nhà tôi đâu. Ủa, dọn qua gần nhà tôi để chi vậy? Chào ba, đi làm hả ba? Chứ ba đâu có thời gian đâu mà đàn đúm ca hát suốt ngày như con. Ba làm như con là nhân vật phản diện không bằng á. Nè, chuyến này con sẽ làm nhân vật chính diện cho ba coi. Hứa với ba luôn, năm nay thi đỗ đại học. Đậu thì tốt, khỏi phải đóng tiền ngu. À không, tiền học phí của mẹ con, ba mừng lắm đó. Dạ, ông có về ăn cơm không ông? Tôi chưa biết, ba chưa gọi điện thoại về. Dạ chưa. Ba làm như mình là con riêng của mẹ không bằng. Đẩy xe ra gặp chuyện một mình. Điển đẹp như vậy mà phải dành cho hai người yêu nhau thì tuyệt vời ha. Thì bây giờ tụi mình cũng rất là thoải mái mà. À My, Thịnh có suy nghĩ gì nè. Sao? My với lại chồng á đã không còn tình cảm. My cũng có công ty riêng đúng không? Vậy tại sao hai người không ly dị đi? Để My có thể chọn cho mình một người đàn ông ở bên cạnh để My yêu thương. Những lúc cô đơn ở bên cạnh ổng thì My cũng có nghĩ đến điều đó. Nhưng khi bình tâm lại thì thấy thôi cứ để vậy, sống cuộc sống như vậy. Mỗi người đều có sự tự do riêng của mình, thích làm những điều mình muốn, vậy thôi. Tại sao? Alo, tôi nghe nè. Có chuyện gì không? Lát nữa tôi về. Cái gì? Ông kiếm cái gì mà kiếm hoài vậy? Thì tôi tắt máy. Đi xả stress mà. Thì phải tắt máy trốn công việc thôi. Cái gì? Tôi đã dặn là đừng cho ông biết mà. Sao lại... Thôi được rồi. Ông có biết cũng không sao. Không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới hết á. Sao? Mấy hôm nay công việc vẫn tiến triển theo đúng kế hoạch chứ? Lát nữa tôi về. Ngày mai gặp nhau trong công ty nha. Rồi. Là mặt mày mày sáng chùa u giống như là bánh bao chiều vậy hả? Ôi. Tí có thấy á, nhà này á, ông bà chủ có cái gì đó kỳ không? Cái gì kỳ? Gì đâu á, mà vợ chồng á nha, ăn thì cũng không ăn chung, ngủ á thì cũng... Cái đó còn không biết. Mà nói chung á,
là đó tía thấy mấy bữa nay á bà chủ đi đâu mất tiêu à đó, rồi hả bà chủ cũng không có thèm gọi điện về nhà, mà ông chủ á cũng không có gọi cho bà chủ coi là hả bà đi đâu làm gì đi với ai. Sao vợ chồng gì ngộ dữ trời. Ôi chuyện nhà ta bay cứ bao đồng lo chuyện người khác không à. Chừng nào bay có chồng rồi á bay sẽ hiểu. Nhưng mà con nghĩ chắc là anh Tài ảnh sẽ không bao giờ đối xử lạnh lùng như vậy với con đâu. Mấy nay á tuy là ở xa nhau nhưng mà tối nào á ảnh cũng điện thoại lên thì con với ảnh á à ơi nói chuyện tới khuya, nhiều khi nói chuyện tới sáng luôn á tía. Dạ mà nói chung á là mình muốn nói cái gì, những cái lời yêu thương gì trong lòng á thì mình cứ nói ra với nhau để cho cả hai cùng hiểu được. Con á, con thấy ai mà nói cái kiểu mà giống như là nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi đi, tôi yêu bằng hành động nè chứ tôi không phải yêu bằng lời nói. Cái đó đó thì chỉ là yêu bằng vật chất thôi chứ đâu phải là yêu bằng tinh thần đâu tía. Mà mình nghèo quá trời luôn, không có gì hơn ai á, thì mình có cái gì mình phải nói ra hết chứ. Chứ lời lẽ mà lạ lạnh lẽo sao con thấy ngán ngẩm quá, con không thích vậy. Mở gượng tính con ơi, con nghĩ vậy cũng đúng. Thì cái phần tía, vợ tía mất sớm rồi, có đứa con gái thôi mà giờ cũng không biết nó lưu lạc ở phương nào nữa. Mấy chục năm trời rồi tía có ai để nói lời yêu thương đâu. Tía ơi, vậy mai mốt á mà tía tìm được con gái á, tía chắc chắn phải nói hết những cái lời yêu thương trong lòng của tía mà suốt biết bao nhiêu năm nay tía không nói được nha. Bày làm tía khó nghĩ. Thế thì bây giờ nếu gặp lại cô gái tía chắc nó cũng già rồi, chắc cũng khoảng 40 tuổi rồi chứ còn gì nữa. Rồi hai tía con già hết rồi mà ôm nhau rồi hung hít đựng điệu nói lời yêu thương. Chà, tao thấy nó hơi dị hợm mà. Đúng rồi, con cũng thấy nó kỳ kỳ. Thấy tội nghiệp tía quá ha, cả cuộc đời luôn không có cơ hội để nói lời yêu thương với ai hết. Tao chưa thấy ai nói cái lời tội nghiệp mà cười hố hố như mày hết á. Tía này chọc con hoài. Công ty có chuyện gì à? Không, nhưng mà ổng biết. Cái gì? Thôi đi. Chồng của My biết chuyện với My với Thịnh à? Không phải chồng, mà là người khác. Thịnh muốn là My phải tin Thịnh. Tin hả? Niềm tin nó cũng là một thứ xa xỉ đó. Nhưng mà Thịnh nó thì nói thật nha, Thịnh cũng chưa đủ đẳng cấp để có sự xa xỉ đó đâu. Bình thường thôi, hình như sao cũng còn trẻ mà, đúng không? Thì còn đủ thời gian để mình nâng cái đẳng cấp mình lên chứ. Biết người biết ta, khỏi cãi giả vô ích ha. Từ đó đến bây giờ á, Thịnh chỉ nghe là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Dù sao thì Thịnh cũng đã thắng một bà già này rồi. Tôi đã bỏ hết công việc lẻo đẻo theo Thịnh từ Sài Gòn xuống đây. Thôi bây giờ mình đi ăn đi rồi cho Thủ về. Mấy hôm nay công việc ở công ty nhiều quá, dồn động, chờ tôi về giải quyết đó. Không ở chơi thêm được nữa đâu. Không được, nếu như bây giờ mở thêm một ngày nữa chắc Thịnh thành cái xác không hồn. Cái gì cũng phải để từ từ chứ. Nó mới đi làm mấy bữa ai cho lãnh lương đâu mà lấy tiền trả cô được. Thì tôi cũng để từ từ, nhưng mà miễn sao tới tháng đóng tiền cho tôi là được rồi. Mà nè, nói từ từ chứ đừng có khất lần rồi trốn luôn, không có xong với tôi đâu mà nghe. Trốn gì được mà trốn, tiền nhà chưa đóng làm sao mà trốn. Cô cũng thấy rồi đó, tôi cũng hết lòng với cô chuyện làm sao. Đến nỗi giờ nó giận nó bỏ nhà đi, chứ hồi trước nó có nó ở nhà này á thì tiền bạc cơm áo gạo tiền nó lo phụ hộ tôi đỡ biết mấy. Vậy ha, giúp hay quá ha, giúp mà vợ ông coi tôi như kẻ thù vậy đó. Vậy tại ai, tại ai ghen như quạng thư như bà chằn lửa quậy con hai quá.
Bây giờ chuyện nó lỡ rồi thì từ từ tôi gỡ chứ. Thôi bây giờ không có gỡ gì nữa hết á. Bây giờ chị trả tiền lời mỗi tháng 10% cho tôi. Tôi không nói nhiều được với chị nữa hết á. Mà nè, xin thưa nha, đi về nói với cha xấu già đó là thằng cả vừa già vừa xấu vừa chạy xe ba gác, ai mà thèm, đừng có chảnh với tôi. À, không thèm đúng không? Ừ. Sao không nói từ đầu cho tôi đỡ mất công? Mất công gì? Nói cho chị, cuối cùng chị có cản đường trả đâu, trả cũng đi mất tiêu rồi. Nó đâu phải đứa nít lên 5 lên 3 đâu mà tôi phải cản, cô cản không được nữa gì là tôi. Chiếu nè. Sao vậy? Bí đây hả? Tôi chiếu ông rồi đó. Đỡ được không? Không được á thì tuyên bố đi nha. Bí cái đầu ông cho bí. Bí hả? À, thì vậy đi, chơi cho khí thế chút nè. Lên luôn nè. Cho ông chết nè. Chết mày nè. Còn nghỉ chơi. Ủa sao kỳ vậy? Sao không chơi nữa? Quýnh gì hết vấn đề đi ông. Quýnh mình ông đi. Tôi hết hứng rồi. Mà tôi nghĩ tức thiệt á. Tất cả cũng tại con quỷ hai bán rau đó hết á. Tôi kêu chị á canh chừng ổng để mà tôi đi xử nó. Ai dè? Ai dè? Ai dè biểu cô không giữ lời, cô hứa lèo làm chi? Cô hứa cô giúp tiền cho con Nga với con Thí để làm ăn. Mà cô có nói có làm đâu. Cũng ai, cũng ai không giúp. Giúp bây giờ mất cả chì lẫn chài. Cũng chưa chắc đâu à Nhan. À, biết đâu á cô bung tiền ra trước cho giúp cháu nó làm ăn nè, giúp cho chị nó cuộc sống đàng hoàng thì nó cảm động quay về. Cô không nghe người ta nói hả? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Xin lỗi nha, khôn kiểu đó không ham. Tôi đâu có ngu, tôi biết lỗ mà tôi vẫn chơi. Đúng không? Hiểu không? Ờ. Bởi vậy, tính kỹ qua nên giờ mới vậy đó. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ chị phải trả tiền cho tôi. Tôi không nói nhiều với chị nữa, đỡ đó mà nhiều chuyện. Còn chị về, chị nói với cha xấu già tôi không có thèm trả nữa đâu ha. Cái người mà nhiều tiền như tôi á, chẳng mấy chốc là tôi tuyển được phi công trẻ, khỏe gấp 4 lần cha xấu già nữa kìa. Vậy đi. Đúng quỷ già, đồ tráo trở. Thông ơi, ông Thông, ông Thông ơi. Tao tên là Thòn, chứ không phải là Thông nha. Mày gọi như vậy á, người ta tưởng tôi dài lòng thòng tới đầu gối, chết tao luôn à. Muốn gì đây? Bán thiếu cho ba con một chai rượu với một khúc khô cá đuối. Mai mốt ba con trả tiền. Mai mốt là chừng nào mày? Ba mày á, thiếu năm số cử rồi đó. Con cũng không biết nữa, con nghe ba con nói vậy. Từ đây về nói với ba lo trả sớm cho ông Thòn nghe. Không thì nghỉ nhậu đi. Dạ. Quynh Quynh, xé cho tôi tờ báo coi, đặng tôi gói cho nó miếng khô coi. Nè, lấy luôn nguyên tờ đi. Nè, về nói với ba con nghe. Dạ. Tìm con Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1974, quê Cần Thơ, bị lạc trong lúc bơm đạn khi 1 tuổi, có nốt ruồi dưới gót chân phải, tên thường gọi là Mía. Ai biết được xin nhắn về cha là Nguyễn Văn Còn, địa chỉ Mía. Mía má ơi, Mía kìa má, con muốn ăn Mía. Bà sao vậy? Bà hai. Hả? Hả? Ngoài không thấy, thấy đường không đó ông. Trời đất ơi. Ủa, ông đi đâu vậy? Sao ông đánh hết dáng này đi ông? Không được không được, tôi phải qua nhà bà hai liền. Bà hai mới dọn nhà đi rồi mà. Ông này riết là lẩn thẩn rồi. Chuyện đi đâu mà không nói cho người ta một tiếng. Giận thì giận, mình có làm gì nên tội đâu. Đẹp trai gái nó mê, chứ mình mê mỗi con mình bả thôi mà.
Dạ em chào sếp. Em xin lỗi sếp, hôm nay em đến trễ. Làm lành với vợ rồi tranh thủ gỡ gạt thời gian đã mất, cho nên dậy muộn đúng không? Dạ đâu có đâu sếp. Sao? Hai đứa vui vẻ với nhau chưa? Dạ, ổn hết rồi sếp. Công nhận đưa vợ em đi du lịch tổ chức đám cưới hấp hôn á, giống như là có một tuần trăng mật mới vậy đó sếp. Đàn bà em suy nghĩ lại là mình chỉ biết chiều chuộng ngọt ngào chút xíu rồi thì mọi thứ nó ok hết. Vậy mà trước nay em cứ nghĩ là mình là đàn ông, mình phải mạnh mẽ, cứng cỏi, con vợ nó mới mê. Ai dè mình xìu xìu, xính xến một chút xíu, nó mê hơn sếp. Vợ cậu cũng độc đáo ha. Dạ. Xìu xìu vậy mà nó mê hả? Sếp chọc quê em rồi. Ý em nói là chuyện tính tình, cư xử với nhau kìa. Chứ em mà bị vậy là em trốn bả lâu rồi chứ hàng gắn chi sếp. Vậy thì tốt, an tâm làm việc rồi chứ gì. Dạ, bây giờ là đội đá giá trời gì em cũng không ngại ngần hết. Ủa? Sao? Bộ sao không biết gì hai dọn nhà rồi hả? Làm gì ngồi đó ngóng hoài vậy? Ê, tao đâu có khùng, tao biết bả dọn nhà đi mà. À, vậy là sao định mướn lại nhà này hả? Trời ơi, mướn tao kiếm hơi bả hay chi vậy? Tao là đang chờ ba mày về nè. Trời ơi, tìm ổng là như là tìm khó hơn tìm tổng thống nữa đó. Mày có biết ba mày ở đâu không? Không, con sao biết được. Dạo này hả, ba con đi đâu không có nói cho con biết. Về con có tra khảo cũng không kể luôn. Ê, thử thử. Mày có nghĩ là có khi nào ổng biết chỗ ở của bà hai bây giờ không? Con cũng nghi như vậy luôn. Hả? Con nghi giống như là Sáu luôn á. Nhưng mẹ hả, không bao giờ nói cho con biết, con hỏi không trả lời. Nhưng mà có cái điều này ghê gớm lắm nè. Ngày nào về không có chuyện gì vui cũng ngồi tủm tỉm cười hết. Ghê không? Con không biết là có chuyện vui mà giấu con hay là đi đường bị té nữa. Lẽ ba mày bị khùng. Trả về kìa. Điều tra nha, điều tra nha. Em cục chèo nè. À. Vô à. Đi đâu vậy? Ủa, tìm tôi hả Sáu? Ha, dạo này khỏe không? Rồi chạy xe có đắt hàng không vậy? Cũng lai rai thôi. Kiếm ông muốn lòi con mắt à. À. Hả? Có phải là ông đi mới đi qua thăm người bạn. Mấy chục năm rồi con thấy ba có người bạn nào đâu, sao bữa nay có? Đó đó, bạn nào? Thì hồi trước không có, bây giờ có không được hả mày? Vô duyên con nhỏ này. Vô nhà chơi. Đi, đi vô đây chơi. Uống miếng nước nha. Tìm tôi có chuyện gì không? Có việc quan trọng lắm mới tìm ông nè. Gì hả? Đây nè. Ông coi đi, ông coi cái tin này đi. Mà nghĩ lại trước đây em cũng bậy. Có vợ không quan tâm lo lắng gì hết, cứ lo công việc không. Nhưng mà mai nha sếp, vợ em nó hiểu tính em, thương em, nó mới quay về. Chứ thôi bây giờ em ngồi đây là khóc ròng suốt đời luôn á. Em á thì không mong gì, chỉ mong gia đình nó được hạnh phúc như anh chị thôi. Giàu có thì em không dám mơ. Chỉ mong sao gia đình nó hạnh phúc rồi êm ấm, có ngại khổ gì đó cũng không ngại ngần gì. Hai sếp, ông con có phải là bà hai không? Hả, tôi nhớ hả, có lần mà ai mà kêu tên mía một cái hả, là bả hốt hoảng, bả giật mình, bả nói liệu á, giống như là bả ngờ ngợ, giống như cái tên hồi nhỏ của mình vậy đó. Còn nữa nghe, ở dưới gót chân của bả đó có một cái nút ruồi y chang như cái tin này đăng vậy đó. Ông nghĩ đi, làm sao mà có tới hai sự trùng hợp như vậy được? À, nhưng mà hai sự trùng hợp của ông á chưa chắc là chính xác đâu nha. Ít ra ông phải nắm được một cái đặc điểm nhận dạng, chẳng hạn như là cái lỗ rúng của bả nó lồi hay nó lõm. Thôi cha nội. Trời đất ơi, cái đó ông già tía của bà còn chưa biết là làm sao tôi biết được. Thôi, ông đừng có nói xàm nữa. Bây giờ nè, ông ráng giúp tôi đi ha. Lỡ như là đúng là bà đi, trời ơi, cha con bà được trùng phùng là vui biết mấy đó. Tôi cũng đã gọi điện tới ông cái người đó rồi, mà cái ông già đó, ông xác nhận là đúng là đang tìm con gái. Vậy là ông nhắn tin ông hỏi người ta rồi. Ừ. Rồi ông thấy đặc điểm nhận dạng của hai người có giống là hai cha con không? Sao tôi biết, tôi mới gọi điện thôi mà. Trời ơi đất ơi. Nhưng mà người ta đã xác nhận, người ta đăng cái tin đó. Trời ơi, xác định đăng đúng cái tin đó thôi chứ không phải ông gặp đâu, phải không? Thì đúng rồi, thì người ta cũng chưa có chắc là đúng là họ là có là cha con hay không. Ừ. Thì bây giờ tôi muốn là bây giờ ông chỉ chỗ của bà hai, rồi tôi dắt bà hai tới chỗ đó. Ông làm ơn giúp tôi đi.
Tôi hả? Ừ. Không được đâu, kẹt rồi. Giọng kẹt gì ông nói tôi giúp cho. Nói đi. Trời ơi, kẹt cho tôi đây nè. Vậy? Bà hai bà dặn tôi là nhất khoát không được cho bất cứ một cái người nào biết cái chỗ ở mới của bà. Nhưng tôi đùng đùng tôi dẫn ông tới. Bà mà biết được tôi dẫn ông tới, trời ơi, bà cạo trọc đầu tôi luôn á. Không lẽ bà coi ông hơn tôi ta? Tôi không biết bà coi ông sao, nhưng mà tôi là vậy đó. Ui, tôi không biết ông sao, nhưng mà tôi đẹp trai hơn ông rồi đó. Ôi, đẹp trai mà giờ này chưa có vợ, không biết bông hay trái đây. Nè nè nè, ông đừng có giỡn với tôi nha. Ông có giỏi không? Giỡn giờ tôi với ông đẹp ra đỏ nè. Dám không? Dám. Tự nhiên mình đi đỏ nha cho bà con thiên hạ người ta thấy hả? Chừng nào mà chị hai chị xác nhận á thì tôi mới tin. Mà thôi đi, nó giỡn chơi với ông xíu mặt buồn so vậy. Tôi lúc nào cũng ủng hộ ông với chị hai mà. Tự nhiên ghen tôi với tôi làm chi vậy trời? Giờ ông ủng hộ tôi được cái gì? Bà bây giờ bà đang giận tôi dữ lắm. Cũng tại tôi mà bà tan nát. Tôi vô tâm quá. Thôi đừng có buồn nữa. Thật ra tôi biết cái chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ chị hai chứ không giận ông chuyện đó đâu. Bây giờ sao ta? À, tôi có cách vậy nè. Ông coi có được không nha. Sao sao sao? Vậy đi. Đi. Không có nói gì nữa. Cậu nhớ theo dõi bản hợp đồng với mấy ông Thụy Điển nha. Mặc dù là họ khó tính, nhưng nếu suôn sẻ thì sẽ lâu dài ha. Dạ, em hiểu mà sếp. À, sếp à, có điện thoại kìa sếp à. Alo. À, không không, cậu cứ ở đó đi, tôi sẽ tới liền. Tôi sẽ quay lại liền. Dạ, dạ sếp. Chế bồng thư ơi, chế bồng thư đây. Ồ. Hai bế cái gì đi đâu đây? Qua nhà chế giải cho mấy cái đề thi. Ai cho ngồi mà ngồi, ngồi đi. Giật mình, qua nhờ chế giải giùm mấy cái đề thi khó, tuần sau thi rồi. Á đồ, bữa nay xuyên bất thường vậy. Thôi được rồi, nếu đã siêng năng như vậy á thì chạy về nhà trước đi. Chế dọn dẹp nhà cửa xong rồi chế qua chế chỉ cho mà học. Nhà chế chật chội nóng nực đó, không có chỗ ngồi đâu. Ngồi có hai mình, cần chi chỗ rộng. Hai mình là mình nào? Ăn nói cho đàng hoàng, có trước có sau, có trên có dưới, có trai có gái đàng hoàng cho tôi nghe coi. Trong giờ học á thì cô trò, còn ngoài giờ học thích gì kêu nấy. Thằng bé này. Ê nè, đây không có bé đâu á nha, đây là thanh niên đã từng trải. Ngoài cái chuyện học hành ra, chế phải gọi đây là thầy. Ủa, tôi có học cái gì của mấy người đâu mà bắt tôi gọi bằng thầy, ngộ nghĩnh. Ừ, cuộc sống này á, có những chuyện đâu có cần học, tự nhiên mình sẽ giỏi, tự nhiên mình sẽ là thầy thôi. Thôi, cho học trò vô nhà đi, học trò nôn trả bài lắm rồi. Không có trả gì hết, đứng lại đó, bước một cái thì quýnh ráng chịu nghe chưa. Trời đất ơi, làm cái gì vậy? Học trò đang rất là ngây thơ, nói cái nghĩa đen á, cô giáo lại nghĩ ra cái nghĩa nào đen tối không à. Nè, đem mấy cái bài bữa trước qua coi đáp án có đúng hay là sai, rồi còn học bài mới nữa. Tôi lúc nào mà chả nghiêm túc. Được rồi, cô giáo nghiêm túc làm việc đây. Cứ một câu sai là gõ một cái ha. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ làm gì chu mỏ ra, giả cái chạc mỏ bây giờ. Thì bắt chước với tụi trẻ giờ á. Chuyện nhỏ chu mỏ cho dễ thương, chứ có kít kịt gì đâu, làm thế ghê à. Giả, bây giờ nó đứng ra đâu vậy? Tự nhiên mà. Trò học về gì kỳ cục, là nhất quỷ nhì ma thứ ba là thằng Kiệt mà. Không có đi lung tung đó nha, ngồi chỗ đi tôi vô à. Ngồi đàng hoàng cái cô cha nội. Dừng lại.
Trời ơi chết rồi, chết rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy cha nội, tự nhiên rồi chưa tới rồi kêu dừng đây là sao? Trời ơi, từ nhỏ tới lớn tôi không biết chơi uống dẻo rồi cha. Trời ơi, tôi ngồi vậy 15 phút để chắc tôi gãy cái lưng luôn á. Tôi kêu ông ôm tôi, ông không chịu. Tự nhiên ôm xe làm chi rồi nói uống dẻo. Thôi cha nội, tự nhiên bây giờ tôi ôm ông cho cả xứ này nhìn vô nói tôi là bê đê hả? Trời đất ơi, ôm có chút xíu kêu bê đê. Thế ớn với sợ, bóng già hoặc xạo mệt ghê. Mà nè, gì? Giờ từ đây tới chỗ đó còn xa không? Chưa tới đâu. Địa chỉ tôi cầm ở trong tay nè, khi nào tới hay. Thôi không ấy á, bây giờ tôi với ông tới đó đi, coi đúng địa chỉ nè, đúng cái người đó hay không, rồi đúng cái vị trí đó hay không. Mất công mà chỉ tới đó mà không đâu ra đâu mà chỉ buồn, đúng không? Vậy đi. Thôi leo lên đi. Chứ giờ ông uống tới uống luôn chắc tới tối cũng chưa tới nơi nữa. Già mà nhõng nhẽo quá, ngồi xe có chút xíu à. Thì phải đi thôi chứ sao. Bây giờ mà chờ hả, hết mỗi lưng chắc là tôi đi tới chiều thiệt đó. Đúng rồi đó, thôi leo lên đi. Nè nè, khoan. Gì? Giờ ôm xe hay là ôm người? Trời đất, không biết bây giờ tôi ôm chiếc xe hay ôm bà bóng chúa này đây nữa. Nè, đừng có giỡn nha. Ôm bà bóng đi, cho nó chắc, mất công tới đó ông gãy lấy cái lưng làm đôi nữa. Cái gì vậy? Hả? Ông làm gì vậy? Hả? Tránh xa tôi ra. Vậy? Trời đất ơi, tự nhiên mình đụng vô người chị không nổi à. Trời ơi, mắc cười không? Ông mới kêu tôi ôm ông mà ông nói gì? Quên gì? Bao nhiêu năm nay tôi nói anh độc thân một mình, đâu có ai mà đụng chạm vô người của tôi đâu. Tôi nhọt chịu không có nổi. Trời đất ơi. Nói nghe bạn già, chịu khó ôm xe nha, đừng ôm tôi. Cha này già nhiều chuyện thấy sợ. Đúng không nghe? Tiếp tục uống dẻo nữa hả? Vậy cho nó đẹp. Được chưa? Tướng ngồi đẹp ghê đó. Nè, em đưa cái mớ cải bè xanh này em bỏ luôn vô trong nổi không? Đây, nhà hai. Ủa sao mấy bữa nay không thấy ông Hướng không tới ha? Tới làm gì? Nghe thôi là muốn nổi điên nữa, đừng nói chi nhìn thấy cái mặt. Hai à, em mới là nạn nhân nè, mà bây giờ em còn bỏ qua cho ổng nữa. Hai tha thứ cho ổng đi, cứ để trong bụng hoài chi cho khó chịu vậy. Ủa, em nói như vậy á, không lẽ ai làm chuyện ác rồi cứ ăn năn là xong sao? Nhưng mà thiệt tình là đâu phải là do ổng, là do có người cố tình sai ổng làm vậy mà hai. Em hỏi hai nha, bây giờ ví dụ như mà em bệnh gần chết luôn á, mà trong người hai không có động cắt nào, rồi cái có người ta kêu là hai giúp giùm chuyện này chuyện kia rồi đưa tiền cứu em, hai có làm không? Hỏi gì mà cắt cớ vậy? Thì là vậy chứ mồ. Huống hồ chi đó là con gái ruột của ổng. Tội ổng chứ hai, bỏ cho ổng đi. Mỗi lần nhớ tới rồi tức lên rồi nói vậy thôi, chứ có làm ăn được cái gì nữa đâu. Miễn sao tự lại trở đi, đừng làm chuyện gì thất nhân thất đức nữa là được rồi. Không có đâu hai. Em thấy là thiếu điều bây giờ ổng muốn lên chùa ăn chay niệm Phật luôn rồi đó. Thôi đi em ơi, em không có nghe người ta nói hả, tu tại gia bằng ba tu chùa đó, chứ đâu phải ai làm chuyện ác rồi cứ vô chùa rồi cứ mặc cái áo nâu sòng hay là cái áo xám lam đổi cái mũ ni là xong chuyện đâu. Thấy không? Vô. À, hay bỏ qua cho người ta đi, cho ổng còn biết đường quay đầu là bờ nữa. Chứ mà ác dễ bụng hoài là coi như là mình mang tội ác đó. Tự nhiên cái giờ tôi thành người ác, bên chầm chầm vậy không biểu làm sao mà chả tu nổi nữa. Hai, nó chọc em hả? Em nói thiệt với hai chứ bây giờ mà em thấy trai là em sợ em chạy luôn á. Nhưng mà nó đâu phải là trai. Thì trai già trai trẻ gì cũng sợ hết trơn á. Hai này. Trời ơi, trời ơi, ông chạy xe cái kiểu gì kỳ cục vậy ông Hương? Trời ơi, kiểu gì? Nè, tôi nói cho ông biết nè, tôi với ông như là ông hợp tuổi hay sao á. Đi lần nào cũng có chuyện hết trơn à, đi về mệt quá. Cha thì chả vô duyên thấy sợ, mắc gì hợp tuổi hợp vong đây. Tôi với ông không hợp, đi về xui quá. Rồi sao tôi lại đi về hả? Tôi với ông mà đi cái kiểu này á, chắc tới tối mới tới không á. Thôi dẹp đi, bây giờ tôi với ông cứ việc đi về nhà, gọi điện cho người ta
tìm hiểu cho nó kỹ thông tin đi. Rồi nếu mà đúng, nhắm đúng là chị Hai á, rồi mình đưa chị tới luôn. Chứ giờ đi tìm hoài chi cho nó cực dữ vậy. Trời, bởi vậy cái thằng cha già này chả nhiều chuyện thấy sợ luôn. Thì lúc đầu tôi cũng đã nói vậy đó. Cũng ông, một hai ông đòi đi tìm cái địa chỉ đó cho bằng được. Rồi bây giờ vậy á, mới muốn đi về, không nói nhiều nữa. Đi với ông xui quá mà, tìm gì sao, sao? Xui gì xui. Dạ, nhiều chuyện thiệt. Quẹo đầu xe lại. Từ từ, để tôi lên. Nè, nè. Nói cái gì vậy? Cảm ơn nha. Tôi nhổ mà tôi buông tay lái ra đó. Ông mà ôm tôi chọt cái tôi cho ông đi bộ về nhà luôn á. Quên, làm gì dữ vậy? Không có giọt nha. Chạy đi. Anh, có chuyện gì? Dạ, em xin lỗi. Tại em có công việc mà quên mấy ngày. Khi em vô thì... Cứ nói đi. Dạ. Làm tôi xúc ruột quá. Dạ, họ đã dọn nhà đi. Cái gì? Dọn đi đâu chứ? Mấy ngày trước tôi còn thấy họ ở đó mà. Dạ, hình như họ mới dọn nhà đi. Em xin lỗi, em sẽ tìm và báo cho anh sớm nhất. Lý do hình như bà Hai gặp rắc rối gì ở ngoài chợ thì phải. Mà sao bà Hai lại bỏ đi? Không lẽ bà biết mình tới đó? Em mới vô, em cũng không biết gì. Có gì em sẽ báo anh sau. Tại sao bà Hai lại dọn đi? Rồi còn chuyện học hành của thằng Lâm nữa. Học hành thì dở chen, rồi còn đi học bằng xe đạp nữa.